trong những cái bộ lưới mà mình từng đánh qua thì mình cảm giác là đây là một trong những cái bộ lưới ngon nhất. Hello, xin chào tất cả các bạn. Bữa đến nay thì mình cũng đã review cho các bạn nhiều về các cái sản phẩm vợt cầu lông và giày cầu lông. Chính vì vậy hôm nay mình sẽ review cho các anh em về cái mẫu cước căng vợt cầu lông mới nhất của nhà Lenin, vừa được Lenin cho ra mắt trong nửa cuối 2021 này. Đó chính là cái Lenin Sáu Lông. Các cái mẫu dây của hãng Lenin trong gần đây thì họ đã thay đổi màu sắc của cái hãng dây của mình. Thì các cái dây nội địa của Lenin đợt trước á, thì nó sẽ có màu, cái bịch của nó sẽ có màu đen nha anh em. Thì nửa cuối năm 2021 này và sang đầu năm 2022 á, thì họ sẽ chuyển hết các cái bịch của họ, các cái bịch dây nội địa của họ sang màu đỏ hết luôn. Các em có thể thấy nè, cái dây Lenin nội địa cũ á, thì nó đều được sản xuất ở Trung Quốc, là made in China. Thì khi mà chuyển sang cái bịch màu đỏ này á, thì nó có một cái điều đặc biệt là các cái mẫu dây của họ là cả N65, No1, No5 và No7 thì nó đều là được sản xuất ở Nhật Bản nha anh em, made in Japan. Thì với cái việc chuyển đổi như thế này, mình hy vọng là chất lượng của các cái mẫu dây khi mà lên lưới vợt nó sẽ có chất lượng tốt hơn. Cái mẫu cước căng vợt cầu lông Lenin N65 này á, khi mà được hai cái vận động viên Chen Long và Giang Nan họ sử dụng, họ đánh giá là nó sẽ có cái khả năng trợ lực tốt cùng phục hồi nhanh nha anh em. Thì với hai cái đặc điểm nổi bật này, mình sẽ nghĩ là cái dây Lenin N65 này nó sẽ khá là giống so với cái mẫu dây mới của Unet, đó chính là XBON 63. Về thông số của cái mẫu cước Lenin N65 này á, thì nó có cái khả năng kiểm soát là 8/10, độ bền là 7/10, lực đẩy là 10/10, tiếng nổ là 10/10 và cái khả năng giảm chấn là 8/10. Với cái thông số mà nhà sản xuất đưa ra như thế này á, thì mình đánh giá đây là một trong những cái mẫu dây có cái thông số hiện tại tốt nhất ở trên thị trường. Về kích thước của dây á, thì đúng như cái tên gọi của nó Lenin N65 thì cái mẫu dây này là cũng có đường kính là 0.65mm nha anh em. Thì cái mẫu cước Lenin N65 này nó sẽ cho các anh em cái cảm giác là medium feeling. Cái mẫu cước trên thị trường hiện nay chúng ta sẽ có ba cái mức cảm giác, đó chính là soft feeling, medium feeling và hard feeling. Khi mà các anh em căng ở cùng một cái mức ký ở trên một cái cây vợt á, thì soft feeling nó sẽ cho các anh em cái cảm giác đánh mà khi mà chúng ta tiếp vào quả cầu thì nó sẽ cho các anh em cảm giác mềm, cái mặt lưới nó sẽ lún nhiều hơn. Còn hard feeling nó sẽ cho anh em cái cảm giác cứng, thì cái mặt lưới nó sẽ không có giãn nhiều. Còn medium feeling như cái mẫu dây này á, thì nó sẽ cho cái cảm giác trung bình ở giữa hai cái mức này. Sau khi mà mình tháo bịch ra và cảm nhận, mình sờ thử cái dây này á, thì nó sẽ cho mình cái cảm giác là nó hơi nhám nha anh em. Mặc dù nó có nhám nhưng mà nó không nhám như cái dây No 1 nội địa nha anh em. Nó chỉ hơi nhám nhám một xíu thôi. Ok anh em, thì đây là cái đường kính mình đo được sau khi mà cái dây này chưa lên lưới nha anh em là 0.67mm. Thì khi mà mình lên lưới á, cái dây nó sẽ giãn ra thêm xíu nữa là nó còn 0.65 nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ đan cái dây Lenin L65 này lên cái cây Lenin Tectonic 7 và mình sẽ test cho anh em xem coi cái mẫu dây này nó sẽ phù hợp dành cho người chơi nào và nó sẽ cho cái cảm giác đánh giống như cái mẫu dây nào trên thị trường hiện nay. Và sau khi mình đã trải nghiệm xong cái bộ dây mới của nhà Lenin là Lenin N65 này á, thì nó cho mình cảm giác là đánh khá là ngon nha anh em. Thì cái bộ dây này sẽ theo mình cảm nhận là nó cái mặt dây của nó sẽ hơi nhám một xíu và nó sẽ cho cảm giác đánh hơi cứng hơn so với 66U của Unet nha. Cái lưới này á, cho mình các cái quả đập cầu đập cực thích luôn. Các bạn đập cái là cái cầu nó tới bên kia liền luôn. Cái tiếng nổ của cái dây này nó sẽ cho cái tiếng vang rất là lớn nha anh em. Kiểu cái tiếng vang mà theo kiểu chát á, cái tiếng mà nó nổ mà kiểu đanh nha anh em. Thì cái lưới này cho các anh em cái cảm giác đập khi mà đánh vô cái cầu rất là phấn khích luôn. Cái phần sủi lưới á, thì cái lưới này nó sẽ có một cái độ lì nhất định. Thì các anh em sủi lưới thì các anh em phải canh cho kỹ, mình kê cái cầu nó mới qua lưới được. Một phần nữa là cái dây này á, nó mình nói nãy là nó sẽ nhám và nó cho cảm giác đánh cứng, nên là nó không có bị chạy dây nhiều. Nếu mà các anh em đánh á, nếu mà đánh trong cái trận đấu á, chúng ta đánh những cái cầu mà đường dài á, thường là cái lưới chúng ta mà đánh mấy cái lưới mà cho cảm giác trung bình hoặc là mềm nó sẽ chạy dây, xong ta đánh các cái pha cầu tiếp theo nó sẽ dễ bị đứt lưới. Thì cái lưới này mình đánh từ nãy tới giờ luôn thì nó không hề chạy dây tí nào luôn. Thì dây này nó sẽ về cái độ bền á, hồi nãy mình nhớ là mình thông số của nó là độ bền 7/10, thì mình cảm giác là cái độ bền của nó khá là tốt nha anh em.
cái bộ lưới này cho mình cảm giác là đánh là một trong những cái bộ lưới mà mình từng đánh qua, thì mình cảm giác là đây là một trong những cái bộ lưới ngon nhất. Tổng kết lại thì cái dây này cho cảm giác đánh rất là ngon và phù hợp cho những bạn nào thích cái lối đánh tấn công. Giá bán hiện tại của cái bộ cước Lightning N65 này trên thị trường là 160.000. Và trong các video sắp tới, các bạn muốn mình review về các cái sản phẩm cầu lông gì nhé, comment bên dưới. Hãy cho mình một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.